Rồi, xin chào tất cả quý anh em, chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với Bonsai Trường Thi. Rồi, tiếp tục giao lưu với anh em những cái dòng cây khai thác. Rồi, một phần cây cũng quen thuộc với anh em, trước mấy của anh em là cây Hải Châu. Một cây Hải Châu hàng chân rỡ nghệ thuật, hàng chân rỡ nghệ thuật, dáng hình thú. Rồi, cảm ơn quý anh em xem tổng thể video, tổng thể cây. Cây khá là diêm nha. Cây hình khá, hình thú khá đẹp. Đây chúng ta chơi mặt tiền nha, mặt hậu nha quý anh em. Cây chỉ cần được 80% nha. Bên Xanh Thi đã chỉnh chu lại chỉ cần khá là kỹ luôn. Đây chúng ta chơi mặt tiền rất là đẹp. Những cây này hàng chân rễ nha quý anh em, hàng chân rễ nghệ thuật nha. Tất cả mọi thứ đều chỉnh chu hết rồi. Nên giao lưu về chúng ta, cây chúng ta chơi được liền nha quý anh em. Chúng ta không cần phải sửa soạn gì nữa nha. Cây khá là ok. Rồi, cây hàng này chân rễ nha quý anh em, cho nên là ở bên Xanh Thi đo cái eo đi. Cái hoành eo tại cái chân rễ này nó là 9 phân nha. Hoành là 9 nha. Rồi, cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên ngọn khoảng hơn 50 phủ 8 thì nó khoảng 50 nha quý anh em, tính đây là khoảng 50 nha. Cái chậu này là oval, kích thước chậu là 39, chiều cao chậu là 9 phân rưỡi nha. Cây cũng khá là ok, anh em xem kỹ cái dây ta nghe rõ thông số. Thì cái chiều này cái tán, cái theo tán ngang thì tầm khoảng 34 nha anh em, 34 nha. Cây cũng khá là duyên cây. Chỉ cần thì rất kỹ nha anh em, chỉ cần làm rất kỹ nha. Cây này bên Xanh Thi chỉnh chu rất rõ ràng và chi cành, cây phân chi phân cành bài bản cho anh em, không có làm theo kiểu ăn gian tán nha. Cây cũng khá là già rồi, có cái đường thân lát lượng khá là đẹp, cái bộ rễ khá là cực kỳ quái luôn. Cái rễ thì nó trải ngang, thì tính theo cái chiều ngang của rễ thì nó tầm khoảng 24-25 nha quý anh em, 24-25 nha. Nó có một cái đuôi nha quý anh em, gọi như là hình thú đuôi. Nên phần này thì khu dưới này thì nó lũa rồi, còn khu này là sống nha. Cây nó khá là quái cây, cây nó rất là quái cây nha quý anh em. Dòng lá nhỏ đẹp, Hải Châu dòng lá nhỏ đẹp luôn, lá rất là đẹp. Ok nha quý anh em. Những đường thân rễ nó lắc léo, lắc lượng khá là hay. Cây này mình Xanh Thi cũng chỉnh chu lại chỉ cần thay đất này kia cho tất cả quý anh em rồi. Rất là đẹp, tán rất là đẹp. Khu này là khu lỗ thép nha quý anh em. Đây là lỗ thép nha, lỗ thép. Còn phần dưới là sóng nha, phần dưới sóng và đang gom da. Phần dưới là sống hết nha. Cái lưng trên này là lỗ thép. Đó. Thì cây rừng thì lỗ thép là nó cũng thể hiện được cái độ già của cây, thể hiện được cái sự kiên khỏi của cây nha quý anh em. Lỗ thép rồi thì chúng ta an tâm chơi thôi. Cây khá là duyên cây. Rồi, quý anh em xem tổng thể cây một lần nữa. Cây này cũng bonsai nhưng mà cũng tương đối lớn cây nha quý anh em. Cây này bốn mạch đều đẹp. Đây em ta chơi mạch hậu, mạch hậu mạch tiền khá là ok nha. Đây em ta chơi mạch tiền khá là diện cây. Rồi cây này bên Xanh Thi giao lưu quý anh em giá là 5.3 triệu bên Xanh Thi bao ship. Rồi 5.3 triệu bao ship.